Ơi. Chào con nhỏ yêu quái của bố. con chào hai bố. Ok, chào anh Dương Thiền Nghị. Trời ơi, con biết là bố Phượng Tập con ảnh đã một. từng chia sẻ là một người Mỹ họ thấy cái lá cờ vàng ba sọc rồi họ thấy cái người mà mấy mấy người mà chống cộng mới vô trong tường của những người Mỹ để mà comment á thì họ đã từng phát biểu một câu á mà những người chống cộng đến bây giờ hả vẫn không ngu ngu đến mức độ mà họ không không biết nhục luôn vậy đó. Người Mỹ đã từng nói là Clinton nói. những người thông minh gồm luôn cả người Mỹ biết được là người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và bây giờ các anh được sống tại Mỹ, các anh đã từng phản bội tổ quốc của các anh thì cái chúng tôi không lý nào lại tin tưởng các anh sẽ không phản bội lại tổ quốc của chúng tôi và chúng tôi cho các anh ở đây không phải với tư cách là một đồng minh mà chúng tôi cho các anh ở đây giống như những cái con rối để chúng tôi dắt mũi. Và họ còn nói thêm một chi tiết nữa đó là người cộng sản đã chiến đấu cho tổ quốc của họ và ngày hôm nay họ sống và họ hy sinh cho tổ quốc của họ thì hà cớ gì thì chúng tôi không tin tưởng họ được. Đó, người Mỹ đã có một câu như tát vô mõm những người đó như vậy rồi mà những người đó vẫn còn không biết nhục là gì. Cứ mỗi lần mà thấy nguyên thủ quốc gia Việt Nam mình qua bên này cái là cứ cầm cờ quơ tới quơ lui là người Mỹ họ nhìn họ coi thường và họ Nó không. có cái này bố bổ sung chút xíu là bởi vì nếu mà chúng ta bố thì có rõ ràng nói rất là lâu rồi, cái gì còn thì còn, cái gì mất thì mất, nhưng mà ngược lại ở đây cái lá cờ vàng mình đã coi như nó không còn hiện diện nữa, nhưng mà nó bị thêm vài ba cái nữa, có nghĩa là con nhớ ngày 6 tháng 1 của xông vào nhà tòa nhà Dạ quốc hội của Mỹ dạ bố thì cũng bị cái đâu đó, và cái sự mà người ta liệt kê cái lá cờ đó là lá cờ của khủng bố mà tại nước Mỹ và sách báo đã đưa ra rồi đó, hai ba cái vậy, có nghĩa là họ bị dẫm đi dẫm lại và họ làm tan quan nước Mỹ cũng vì cái lá cờ đó họ liệt kê vào, vậy mà họ lại không biết nghĩ, họ không biết nhục mà họ vẫn cứ đem cái lá cờ ra, vẫn cứ đem ra ngồi đó. Và nó có một cái này vui là tất cả những cái báo đài ở nước ngoài ta không hiểu nó học hành ở đâu ta không hiểu, nhưng mà cứ tự xưng nào là tiến sĩ, nào là nhà học giả, rồi giáo sư tiến sĩ, rồi vào cao, rồi tôi nói chung là còn sĩ 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 mà ngộ bảo học bằng ngày nào đâu sĩ, trời ơi, vậy mà cứ tự phong ra sĩ, rồi ta nghe ta ớn lạnh sống, tao cũng đặt tên là tao là tiến sĩ không gian sao quả nghe đó thì khổ, ai muốn xưng sao xưng à? Nghe cộm cán lắm, nghe trời ơi toàn nghe đêm muốn xỉu luôn, trời ơi toàn nào là vua À, nào là chúa bố nên nhớ là một người là tiến sĩ thì người ta sẽ làm trong những cái công ty đó, trong những cái văn phòng chứ không phải một người tiến sĩ là đi lên làm YouTuber, trời một người ơi không khổ phải là quá. một người tiến sĩ lại đi ngồi tại nhà hả với cái không gian là nhìn thấy là bức tường màu trắng ở sau không à đó. Toàn là học giả với lại tiến sĩ mà mày quên nói cái chữ tiến sĩ không, mà còn hai chữ nữa sao chưa nói hết là tiến sĩ Rồi tào lao, tào lao đủ chứ còn tiến sĩ tào lao, học giả tào lao, rồi toàn là gì giảng viên gì tùm lum tào lao, mẹ chẳng có nói ai nói sứ miệng, giờ tao nói là tao tiến sĩ không gian này. Đó, không gian mà ở dưới đất này không có chỗ nào mà tao sử dụng được, tao lên sao đó, quả tao chơi luôn đó. bố thấy không vào ngày ngày 6 tháng 1 khi xảy ra cái sự kiện đó xong xuôi Đúng rồi. là Quốc hội Mỹ nói là phải truy tìm cho nó ra những người mà đem những cái lá cờ đó vô trong tại Quốc hội đó vô trong đó thế là hả tất cả những người mà treo cờ vàng thậm chí giăng cờ lên đó họ phải kéo xuống rồi xếp cất Rút hết hết. trơn luôn cất Rút hết đất luôn. luôn vậy thì đó. Họ Vậy sợ. thì tại sao lúc đó lại không đi biểu tình đi đó, ở đây là tự do ngôn luận tại chúng tôi được tự do nói chính kiến của chúng tôi tại sao lúc đó không 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 đi ra ngoài biểu tình cái dự luật của những người Mỹ đó đi
Không, rõ ràng là họ nói là nước Mỹ được tự do, mà tại sao lúc đó ngoan như cuốn vậy, đi xếp cờ cất vô hết và không ai dám bỏ một cái lá cờ đó ngay trước nhà người ta luôn. Cũng Lúc đó mấy là sợ bị vạ lây rồi. cũng có vạ lây cái gì, lây thiệt rồi chứ dạ gì nữa, dạ cũng sáu bài sao, cũng có mấy trăm người Việt vô chung vô kia ngồi ăn cơm sơ nước của chính phủ rồi đó chứ, đó trời Thì đâu có dễ dàng gì. lúc đó tại sao không biểu tình đi? Trời ơi, tại sao nó không biểu tình nó lấy người ra ta, tại sao nó không biểu tình nó lấy Thì người có ta ra, vậy con mới nói bữa đó, tại sao lúc đó không biểu tình đi, nói là ủa cái chuyện nó rất là dễ, mấy cái ông đưa chuyện nó ra rất đây là là người dễ, ta ngôn luận mà, đúng không? cái chuyện đó rất là dễ, tại ở nơi cư trú của họ, ra đại địa phương của họ và người bị bắt tống giam vào nhà tù, ok cái đó mới là đòi hỏi một sự chắc xa lắm, ở đây tới nửa dòng trái đất xa lắm, nửa bán cầu lắm xa lắm, đừng xỉa vô Việt Nam, xỉa tại cho địa phương mình ở đi, bao giờ yêu cầu biểu tình để cho chính phủ Mỹ thả những người ra, đầu tiên là mình phải làm với đó gì mà mới hay, rồi tao đi phải nói theo, làm không có được nói làm mẹ gì đúng không, tao ủng hộ biểu tình, tao về tao ủng hộ luôn, ui biểu tình thả nhớ người mà cho là dương cờ để mà xông vào tòa nhà quốc hội đó, những người Việt đó bị câu lưu bị giam giữ ra tòa bị phạt đó, trời ơi oan ức lắm mày ơi, trời ơi, khổ lắm, một cái nhà rõ ràng lắm, mày nói hết thì rồi mày xong rồi mày biểu tình thì tao đi theo ok. Nói rồi bây giờ giật dây không không có còn là công dân Việt Nam nữa, mày đặt giật dây len lỏi vào kêu là kêu Việt Nam mình là phải sửa đổi luật tố tụng rồi luật cảnh sát gì đó. Ôi trời ơi mấy người đó ngộ thiệt á, nấu bịch thiệt á, không không còn là công dân Việt Nam nữa, không có công dân Việt Nam, không có cái gì quyền lợi quyền hạn gì của người Việt Nam hết mà hả, bắt Việt Nam mình phải sửa cái này. Ủa tại sao không kêu Quốc hội Mỹ sửa cái luật của Mỹ đi, là ở đây là tự do ngôn luận, chúng tôi tự do ngôn luận mà chúng Sao tôi tôi phải bỏ cái rồi điều đó tại tại hả? sao tụi bắt tôi, sao bắt tôi ờ Cái lúc đó đó, lúc đó là cái lúc mà mình thể hiện cho người Việt Nam thấy ở đây có tự do ngôn luận nè, tại vì mấy ông dở cái điểm đó, nếu như mấy ông hôm đó mà lúc đó cái thời gian đó mà mấy ổng mà đi biểu tình thiệt đó bố, thì người Việt Nam mình mới tin là ở Mỹ tự do ngôn luận hơn, đúng không chính bố? xác, À. kéo ra ngay chỗ tòa 80 tòa gọi gì đó tòa thống đốc tiểu bang đó, ngay chỗ bang California đó, bắt đầu dương cờ lên À, biểu tình, đúng phải rồi. trả lại những người đó cho tôi, những người đó là dân quan, những người vô tội, tôi yêu tôi Rồi nói rồi cứ tự do bỏ dân cờ, chủ đúng rồi đó, cứ bỏ cờ của lá cờ vậy đó đặt vậy đó bởi trong cái vậy nhà đàng hoàng chứ dạy gì phải xếp vô. Ủa ở đây là đa đa sắc tộc mà các người nói là vô trong nước Mỹ là được quyền tự do ngôn luận tự do chính kiến, thì bây giờ hả mấy cái lá cờ ba sọc là biểu tượng của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa hả, mấy người không được bắt tụi tôi gói vô, tại sao lúc đó không không dám lên tiếng đi, người nào cũng hả lật đật đi gói cờ hả xếp vô cất 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 cất, thậm chí hả thậm chí cái thằng ôn hoàng lớp 7 nó cũng cầm cờ ba sọc nó xé luôn à, đó thể hiện ta đây là không có theo phe đó để khỏi bị liên lụy đồ quỷ sứ. quỷ sứ à. Cái đồ hèn, cái đúng là mấy 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 cha nội này đó, đúng là hèn mà không nhà dạy chợ, cái đồ hèn nhát đúng không? Vệ khổ cứ chọn bảo vệ Việt Nam đó bậy đó bạ, không đó bậy đó bạ, mình nói một cái câu như vậy, nói gì thì nói cho người dân Việt Nam mình vẫn sợ luật Việt Nam, cũng có một số người rất là sợ Việt Nam, chứ những người mà coi như mà giờ chửi đã lỡ mồm lỡ miệng bên nó bị chửi rủa về Việt Nam nó hạn, mà nếu không có sợ luật cái nhà nó quýnh mà lụm răng không hết luôn, nó thẳng vậy đừng giận, bởi vì người Việt Nam nói gì thì nói, chứ còn là họ vẫn có một cái lòng tự tôn dân tộc rất là cao, nó thẳng là như vậy, cho nên vì cái đó nếu thằng này về là coi như là quỵt đầu đó, mình về về tao nói rồi đó, cái chuyện nó xảy ra ngày qua hôm kia gì đó, đừng như là không có người khác căng hoặc là người ta cảm thấy là ta bị phạm luật, cho là vì người ta ấy là cái chỉ cho chừng mực thôi, dằn mặt để cho nó hiểu rằng là mày nói xấu ở Việt Nam thì mày đừng có về Việt Nam làm gì, mày đừng có ăn uống ở Việt Nam làm gì, mày đứng ở bên mày chửi còn mày xấu Việt Nam tại đây mày ngon mà chơi mày nói đi là ăn guốc cho mặt, mấy tao thấy mấy cái bà này cũng nói rồi, tôi phụ nữ thì tôi gặp cái thằng đó là tôi lét guốc tôi phang cho mặt đó, mấy bà này ghê gớm, mấy bà ngoài chợ á. Còn mấy bà bán cá thôi, bắt cầm bả gì nói, bắt cầm bơ vơ con cái con dao phai mà làm cá bả mày lại ghê gì gì vậy mà ớn lạnh Trời sống ơi đó.
tưởng cái gì tụi nó bỏ lên, tụi nó khoe là ở bên này cuối tuần ăn uống tôm rồi gà rồi tầm lum. Trời mấy ơi. người này không có biết được là gió. Bố đi miền Tây bố thấy không, trời ơi, dân miền Tây ăn tôm á, tôm mà Mẹ. họ ăn á giống như Thôi. là hả. Nói một cách nôm na cho tụi này hiểu rằng dân Việt Nam ăn nấu ăn cơm trong nhà đó nha, đi chợ ngày hai lần, sáng đi chiều đi, ăn buổi sáng còn thừa đem đổ, buổi chiều phải đi chợ khác, vậy đi cho mày Đúng hiểu rồi. rồi, họ Ăn ăn toàn là không đồ muối, có không ăn chuyện mà đồ đúng, ớt, không tại nó có bỏ vô chuyện mà tủ giống như lạnh. tao bởi đâu. Ô mẹ mua về còn hai tuần lễ ăn cái một món bột, tao cái thịt luộc, lấy cái nước thịt luộc ra, bởi vì đâu có đi chợ thường xuyên được. À, một bữa đầu tiên về ăn còn rau rau chứ rau làm sao mà bỏ hết 2 tuần mà cho nó héo, rau nó hư hết. Thì chỉ có cái điều là hồi xưa còn đi làm là coi như 2 tuần lễ ăn một món một thì cứ thịt luộc thịt kho thế thôi, rồi xong rồi chia ra phần ra, tới ngày là bỏ vô gà mên côm rồi đem đi, chứ làm gì có cái chuyện mà sáng đi chiều đi chợ, chiều đi chợ, làm gì Trời có cái chuyện đó. ơi Trời ơi. bố nghĩ coi mình phải bỏ đồ ăn vô trong cái ngăn bé đó Đúng đó, rồi. để cho nó khỏi bị hư, tại vì mình để cái ngăn mát ở dưới khoảng 2 ngày là nó bị hư liền, cho nên Đúng mình rồi bỏ vô nha, ngăn mà bé nó cho nó ngộ lắm. ngăn đá Bây giờ do Việt đó. Nam ta về ta biết rồi, đồ ăn nào mà bỏ vô ngăn đá đồ tươi ra là họ không ăn. Đó. Đúng rồi. Cái hay ngăn đá bỏ vô ngăn đá để bảo quản mà để cho nó không hư là cái đồ đó không ăn. Thế thôi. Đi ra mua thịt heo ngoài đường, đi ra thịt heo ngoài đường ta thấy ở dọc dọc cái con đường của bố ở này từng nó có một cái quầy tư nhân nhưng mà nó bán thịt heo, nó để là thịt heo tươi ngon các cái, xong mấy bả đi chợ rồi đi sẹt 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 qua. Biết sao mà lấy cái tay rồi rờ biến thịt rồi rủ mua mua rồi, ta thấy là lạ lạ. Tôi hỏi chị làm gì vậy, mua không mua để tôi mua. Hỏi rờ nó có lạnh không, lạnh là tôi đâu có mua, lạnh là chứng tỏ là nó bỏ trong lạnh đó. Bỏ lạnh là không mua. Kỳ ghê không? Trời ơi mấy bả khó tàn thở luôn, mình biết là bỏ vô tôi lại là không mua, ăn phải ăn tươi đó, vậy đó Mình ở đây mình thịt nấu ăn á, mình nấu ít thì mình cũng sợ là bị tốn điện, à, nấu ít đó. cũng sợ tốn điện cho nên nấu nguyên nồi bự, mà nấu ăn nồi bự thì ăn không hết đâu, bắt đầu chiết ra từng vô xong bỏ vô trong Bỏ ngăn bỏ tủ bé, đông á, bỏ tủ bỏ đông tủ á, rồi đông xong rồi vô trong kia xả đông ra để xả ăn. ra, rồi đem theo đi làm. Đó đâu phải như ở Việt Nam đâu, buổi trưa là ăn ba món khác nhân bố, xong rồi tối Đúng là rồi. phải nấu ba món khác, một ngày là phải nấu 2 lần đồ ăn đó. Đúng Có rồi. nhà con thì buổi sáng là phải nấu ăn sáng cho má con nữa Ui. đó, Nói một ông cái tính khác. ra là nấu 3 lần ăn Bây lận. giờ ta bây giờ bố nói thì con thì bố ở đây cũng vài tháng rồi, chú chủ yếu là cũng lo làm giấy tờ để ấy, nhưng mà cứ điều mà tôi ở đây riết là tao nhiều khi tao không muốn về Mỹ chứ mày. Tao thấy sướng quá. À, thậm chí đó là những người mà còn cực có nghĩa là đi chợ nấu ăn. Bây giờ ở Việt Nam khỏi cần phải đi chợ luôn, cứ dính chắc iPhone lên gọi cái toàn là cái xe Grab Food rồi tới đưa hết, cứ gì cũng có, cà tiều có kho tiều canh chua cá lóc cá gì cũng có, nói chung là tất tần tật food mà. À, là nó tới đưa cho mày, nó tiện đến mức độ vậy, nó sung sướng đến mức độ vậy, mà là giá là rẻ bèo. Nó thẳng là cái dự giá thức ăn ở Việt Nam thì con biết rồi, nó đâu có nó mắc mẹ đâu. Một tô phở ở bên Mỹ thì bằng 10 tô Việt Nam, giá trị bằng nhau, mình coi là nó tương đương. Ở đây phở ở Mỹ là bố là có nhà hàng này, mà phở trời tao, phở của tao nấu mà tao nuốt không vô luôn, đừng nói nuốt không vô luôn á, đừng có nói gì đâu. Đây là nhà hàng bình nhà đó nha. Còn ở đây phở, ở đây ta ăn phở lý do sao nó ngon tuyệt vời, nó thẳng là như vậy. À, mình nói hoài nó thẳng nhưng mà bà mệt lắm. Thì ông Phượng xuống luôn là ông có chuyện rồi hả Cúc hả? Rồi chắc Bố là để ông Phượng, lo chắc chuẩn bị ra sân bay rồi, mấy bố nói chuẩn là bị xong rồi ra sân thôi được bay rồi, đó. thôi được rồi, để cho ông nghỉ ngơi chút rồi ông ra sân bay, tao đi mua cái võng với lại tao ra sân bay tao làm cái ấy, tao văng võng nó ngồi tao đợi ông. Ghê vậy. Em bố Mà nôn bà nóng không dữ biết ra lắm bà ơi, nó ổng nung nóng bộ cho tao nung nóng bười, bởi vì có ổng về mới vui biết không, dẫn hai anh em ra ngoài hồ rùa ngồi bị giọt nước chơi đó, còn rồi giống như nè. Thì con nói bố đó, nếu như có thời gian á thì bố đi theo bố Phượng đi 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 Trường Sa hả, đi Trường đi Sa phượt thì coi đi Trường thử coi Sa với sao. lại Mà đi cái tao coi một thầy chuyến. bói rồi, tôi bỏ rồi, nói mạng tao kỵ thủy, đi nước non Ôi bố ơi mệt quá, tin không tin thầy bói nữa có khổ được. ghê luôn á, cái mê tín gì đâu mà Ok tối nhân bố. rồi, tao mê tín dị đoan rồi, bữa nay là tao mê tín dị đoan, là Ủa khi bé nào tao mê tín là tao Hân, mua. tháng trước con bị một cái tích kịch rất là vô lý đó, nhưng
mà con á hả, con nói thiệt với bố là con cũng không thể nào mà con cãi lại. Tại vì Sao con cãi đi được? con chạy xe là con rất là cẩn thận, là cái điểm này là con hay bấm phiêu á, có nghĩa là bấm ví dụ như nó cho 65 thì con sẽ chạy là 67 68. Mà lúc đó rõ ràng là Một trên hai cơ mai, con một mà là hai mai đâu có tính đâu. vậy mà nó stop con, nó nói con là over limit đó, nhưng mà con giải Đúng thích mà rồi. nó cũng không chịu nghe luôn, nó vẫn cho con một cái ticket. Mà bố biết bây giờ bao nhiêu Chuyện không? nhỏ 350 đô, bốn bây giờ một cái ticket bị ba trăm rồi, rưỡi đô nó nói đó. mày có quyền không đóng, nhưng mà mày ra tòa. Nó tao Ra kể thực lên tòa. nghe cái điều khoan từ từ nè. Bây giờ trên đường đi làm về, hồi xưa cách đây cũng khoảng mấy chục năm mà, thì tao nó phạt tao 127 đồng, thì coi như là gần hai một ngày rưỡi làm công việc. Nó nói mày ok, mày không bằng lòng thì tao đưa cho mày cái ticket này, mày không bằng lòng mày dắt ticket mày ra tòa. Ok rồi, ok. Nhưng mà ngược lại mày quên một điều là khi mày ra tòa là mày phải nghĩ là mày mới ra tòa, đúng không? Tự tự vô tình là coi như mất hết ngày làm đó, Đúng rồi, thành mất ra ngày làm là mất hết trăm mấy mất hơn mẹ hết ngày làm rồi. Ô má, vậy thôi rồi. đóng mẹ Mấy mày cái rồi luôn. Nó không chạy đâu cho thoát nó, đó không chạy đâu cho thoát mà nó đã được, dạy nó khỏi rồi mà bố còn phải chịu tiền tòa cho nó thêm mấy tiền chục ngàn tòa, nữa bố. chi phí mấy chục đồng nữa, chi phí Thì mà khổ. bởi Rốt cuộc là không có vậy làm sao quá được, bà thôi đóng là mẹ mày cho rồi, rồi vậy. tụi nó kêu mình là có quyền kiện, có nghĩa là tụi nó thừa biết được là mình tính tới tính lui mình vẫn phải bị Mình mất tiền, vậy thiệt thôi đi ra đành phải tòa là đóng phim thiệt cho rồi. nói vậy, À đóng mẹ hả, cho rồi đó. Khổ vậy đó bây thì giờ rõ đó con vậy. nói con kêu là không không có cãi được. Nó nói con như vậy thì con nói con kêu chứ tao chạy đúng mai, tao chỉ hơn một hai mai thôi. Nó kêu là mày chạy over mai đó, thế là nó cho con một cái ticket rồi không cãi được, Nói ba chung trăm rưỡi đô. nó đã muốn phạt rồi thì mày giống như kiểu nó đói đói đây, có nghĩa là gì? Nó giống như kiểu như là một hai tuần hoặc là một tuần gì đó, mày bắt buộc mày phải phạt cho được. Và bao nhiêu người nó có quy định về khá vậy, thì quy định ngầm của cảnh sát mà nó chưa có đủ số rồi nó bắt phạt mày. Ví dụ bây giờ tao nói cho mày nghe, ngày xưa thời đó còn hút thuốc trong xe, bố hút thuốc trong xe thì ở dưới ngay chỗ cái táp lô nó có cái đồ kéo ra để hút thuốc gạt vô đó, đúng không? Mà nó chỗ đó mà nó dơ là cũng có quyền phạt, nó cũng phạt, là không có thứ gì mà nó không phạt được. Đèn xi nhan bể nó cũng phạt, đèn không cháy nó cũng phạt, nói chung là cái gì nó muốn phạt là nó phạt rồi, đủ lý do để nó phạt cả. Thành ra bà Trump đụng với cảnh sát bên Mỹ là ta thấy Bởi ta vì mệt không, mỏi lắm. hai tuần trước con đi về, con chạy tới Texas đó, rồi bây giờ thì con không có sống ở Texas nữa, mà hai tuần trước con chạy tới Texas, con mới ghé vô một cái chợ, con ghé vô một cái chợ thì con đi vô, con đi vô cho nó, con đi chợ con mua đồ á, Vậy cái vậy tự vậy tao hỏi nhiên để tao hỏi một chút coi, mày không ở sống ở Texas thì mày đang sống như 30 tuổi sống phải không? Chỉ có hai nơi thôi. ở đâu Cần Long mới nói. Ồ, trời ơi, ông bí ẩn quá. cái bố biết không, con kể bố nghe, cái con vô trong cái chợ đó, cái con chợt nhớ tới một cái đoạn clip anh Việt Fry ảnh quay anh kêu chứ trời trời, đi vô trong này cái giờ đi ra tự nhiên cái xe mất hết hai bánh. Là Yeah, con đúng rồi. sợ bố, Có con sợ rồi nó kêu thì con tới ở ôi ở bên trời. ở bên tiểu bang của bố thì trên downtown nó có một cái khu nó gọi là cái khu đó thường thường những người nghiện ngập với lại những người da màu họ ở đó. Thì mày đi xe về, mày có cái xe hơi mày đậu vô, mà là sáng sau là thấy bốn bánh xe mất, mà bốn bánh xe mất cái đậu sau hay là mà nó để gạch á, cục gạch bốn gạch bốn đậu bốn cục gạch là xong, rồi lấy bưng cái bánh xe sáng ra cái bánh xe không còn gì trơn rồi, khóc thôi được Thì chứ đó, làm sao bởi được. vậy con sợ bố, con dừng ở cái chợ đó, là con nghĩ là cái khu đó là gần gần nhà anh Việt Rai quá, là những cái khu Arlington đó đó, cái khu đó nó có cái chỗ mà bán đồ buffet của tụi của China hay là của tụi gì đó mà quên rồi, mà cái lẩu ăn mỗi người một cái lẩu, mỗi người một cái lẩu vậy á, lẩu seafood rồi đó đó. Con vô cái khu đó xong xuôi con chợt nhớ tới cái clip mà anh Việt Rai bỏ lên đó, là hả đi ra là mất hết hai bánh xe đó, tự nhiên con ớn luôn, con thấy vậy con ớn, xong 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 con đi Ở leo, bên đó nó con leo có lên xe con đi luôn. ở bên đó nó có những cái đứa mà nó bị ngáo đá rồi nó bị hút mà xì ke quá liều rồi, cái xong nó lấy cái cây gậy mà
quýnh là một quýnh 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 chày cây bóng chày đó, rồi hoặc bên xe người ta đang đậu ngon hoặc là mười mấy chục chiếc đậu đi hiên là bắt đầu đi tới từ chiếc một đập bể kiến trời, nó đập rồi nó bỏ đi, nó điên khùng mức độ vậy đó, đó khổ. Đã có những video trên mạng đưa đó, có nghĩa là nó làm nó bị thần kinh, sao ta không hiểu được bệnh đó. Thôi mà ta bởi vậy khổ lắm rồi. Ok con thì like chơi chút xíu rồi để nó làm vui vui chứ anh Phượng, để anh sức biển anh đi, tao ra đi coi đi chợ tao mua cái giọng ra vậy thôi à, đi cho đi ăn ra ăn đó anh về, chứ để anh về không có ai tội nghiệp được, khổ vậy. Vậy là bố biết giờ giấc của bố Phượng về rồi phải không? Bố biết, biết rồi không biết đó, bố còn lâu mới nói nha. Còn lâu mới nói tụi bay lâu mới nói con, trời ơi con nói giờ tao đi. Là đó, bố mà không ra tiếp đón bố Phượng đàng hoàng hả, là hả con á hả con. Con coi như là con xử lý bố đó. Ghê thiệt. Rồi, ok, rồi, like chút xíu cho nó vui. Thôi, rồi, tất bye, cả mọi bye, người, bố. Bye mọi người. Bố, rồi, ok, rồi. Mập như heo nọng. Mày đừng có rủ mà bắt công ta ra đây ẹt, cái công mệt lắm á. Ok, chào mọi người.